Rồi về cái phần Docker thì mình đa số làm tới nay là mình sẽ chạy cái lệnh command rồi mình download về. Thì trên Docker thường người ta sẽ làm, người ta tạo ra file gọi là Docker file. Thì trên này là có link cái GitHub, thì trên này nó chứa các hệ điều hành hay các ứng dụng, gọi là nó là platform, là các nền tảng phổ biến. Ví dụ mình có thể xem và nó này có rất nhiều, cho tôi chọn một cái rồi chọn cái là mình quen thuộc đi. Chúng ta lên mạng nó search là Docker file, giả sử mình muốn làm về Hadoop. Hadoop là môn học mình kỳ này mình học và học bằng máy áo đúng không? Thì lên này nó có file Docker, giả sử này là Docker và Hadoop. Thì trên này nó sẽ có file là Docker Compose hay là thì trên Docker Compose này nó sẽ hướng dẫn mình cách cài tất cả các node của Hadoop, node service của một cái có này, rồi mình về mình chỉ cài thêm lệnh là để chạy Docker Compose này, thì log build nó sẽ ra được tất cả các container mình cần để mình chạy ứng dụng. Như cái này là để setup Hadoop. Giả sử mình muốn setup cơ sở dữ liệu thì chúng ta chọn là Docker file của MongoDB. MongoDB thì nó là một cơ sở dữ liệu dạng phi quan hệ. Thì trên mạng sẽ cho cho sẽ thầy lấy một file Docker file của MongoDB, thì nó file nó là Docker file. Thì bản chất nó là gì? Nó sẽ lấy từ file ảnh của hệ điều hành Ubuntu. Thì mình có thể học nên sau này mình viết cấu trúc nó lấy từ hệ điều hành, và sau đó nó chạy trước các lệnh. Cái bây bình thường mình muốn chạy là mình bull nó về, rồi sau đó bắt đầu mình mới lóc vào trong cái hệ điều hành đó rồi mình chạy từng lệnh. Bây giờ nó sẽ chạy trước cái lệnh này, rồi chọn data, rồi chọn rồi sau lệnh command, rồi sau đó chọn bọt. Thì anh sẽ với thầy sử dụng cái file này thì làm ví dụ cho mình trường hợp là mình cài MongoDB cơ sở dữ liệu bằng Docker, rồi sẽ lái này về. Sẽ phải làm ở trên ổ đĩa góc ổ đĩa nên xin đi phải download chưa, rồi nếu không có thì tạo ra. Cái document thì chọn nó là MongoDB Docker file, nó không cần chấm gì cả. Rồi lấy nội dung vừa thì ra nội dung file Docker file thì nó giống như file mình viết code trên Python đó. Cái này là ghi chú. Rồi from Docker Ubuntu thì nó sẽ tải hệ điều hành Ubuntu về. Bây giờ nó cài MongoDB bằng cách là chúng ta search trên mạng lệnh cài MongoDB sao, trong này tương tự vậy, chỉ thêm từ khóa là run đằng trước thôi. Cài vào giữa các lệnh thì thường nó có kết nối nhiều dòng với nhau, có dấu xịt ngang này, rồi tạo ra DB là này là ô đĩa vị trí, rồi tạo ra thư mục để làm việc, rồi chạy MongoDB. Rồi có cái này thì sẽ chạy lên. Thì mình có là Docker build sau đó là mình đặt tên của nó, như thế tên này là MongoDB Docker, rồi sau đó là s vào tên file này là
MongoDB Docker là cái file mình đặt tên trên này. Thì lúc này sẽ đến tự build và coi. Rồi. Custom file. Thiếu một thông số đó thì quên. Chưa bằng đọc cơ lên là rồi sau này nếu mình cài máy và trên máy đó mình cần phải set up một số lệnh cơ bản trước, thì tất cả những lệnh cơ bản là mình cần chạy mình sẽ đưa vào trong này. Ví dụ lệnh cài Python hay được cài các package kèm theo thì mình đưa vào hết. Rồi thì build lại file này thành thì lúc này nó sẽ tự log và điều hành Ubuntu và rồi sau đó bắt đầu nó sẽ cài các lệnh. Cái quyền truy cập luôn của hai cái phần chớ cái report nó luôn không còn tải thì đổi lại đổi cái Ubuntu lại, cái này không có nè. Mình sẽ kiếm cái cơ hấp. Cái này là giống như việc làm mấy ao. Thì mình lên Ubuntu này thì chọn lại bán 18 để cho nó lỗi. Chọn Ubuntu 18 thì bình thường nó sẽ có lệnh là Docker bool, thì đây mình chỉ cần là Ubuntu 18.04 thôi, lệnh bool mình thay lại cho này. Mình lưu lại đó thì nó đầu tiên nó sẽ download và điều hành về là Ubuntu và xem lỗi. À, em kèm thiếu, em kèm thiếu một số thành phần cái gói GNUBG với như kiểu cái gói này yêu cầu phải cài đặt trước khi cài Mongo. À, cái này cần không thì mình cài ở chỗ nào? À, bây giờ em nghĩ là chắc là cài phần trước cái đoạn mà app kia trước khi thăng kia. Ok, thì cài chỗ này thôi nè. Thiếu bất kỳ, cứ thiếu cái nào cài cái đó thôi, không có gì cả. Và họ em nghĩ là cái chỗ đó là hay bằng cái app install rồi coi như từng gói cắt ra luôn. Dưới có này. À,
Install. Đúng rồi, là này app Get Install đã cài đặt nè, chỉ nói máy này vào thôi. Bình thường em cái iPhone 20 chấm từ của em là nó là cắt ra. Nó là cắt luôn. Dạ. Cắt điện thoại này. Cái này vấn đề lỗi thì thường mình lên trang Stack Overflow này thì này nó có người ba mình đặt cái cài này trước à nó bảo là đưa ra cái trước đầu tiên trước cái kia nó mới chiều trước nó là ngay sau đấy update trước. Còn cái điều là khi nó bắt đầu mình cài đặt thì nó mới chỉ chạy lên update này trước là được. Lúc cài nó ai sợ update quên nó bắt phải chạy lên nữa. Rồi về cơ bản thì bản chất nó chỉ là một hệ điều hành Ubuntu thôi, mình chạy lệnh gì nó thì từ Docker mình chạy lệnh tương ứng.